Cảnh sát cho biết đã xác định được nghi can trong vụ cưỡng hiếp bé gái 5 tuổi, tin từ New Delhi. Cảnh sát Ấn Độ cho biết là họ đã xác định được nghi can cưỡng hiếp bé gái 5 tuổi là người hàng xóm nam giới tại thủ đô New Delhi. Vụ việc đã châm ngòi cho một cuộc tuần hành về phía bệnh viện thành phố của các thân nhân và các nhà hoạt động chính trị. Cô bé sau đó đã được chuyển tới viện y tế cao cấp của nước này là Viện Khoa học Y tế Ấn Độ để điều trị. Phó Cảnh sát trưởng Đông Delhi là Prabhakar cho biết là họ đã xác định được một nghi can. Ông Prabhakar cho biết Bộ trưởng Bộ Nội vụ Sukhi Kumar Shinde đang giám sát cuộc điều tra. Ông Menashki Lekhi là phát ngôn viên của đảng đối lập chính tại Ấn Độ là đảng Prajatiya Janata, nói rằng cảnh sát New Delhi không chuyên nghiệp trong cuộc điều tra của họ. Hôm qua, thì các cáo buộc chống lại cảnh sát đã bị Ủy ban Phúc lợi Trẻ Em bác bỏ. Họ nói rằng các thành viên của họ đã nhanh chóng xác định sự thật. Các sinh viên tổ chức buổi thắp nến cầu nguyện lớn bên ngoài Viện Khoa học Y tế Ấn Độ, lên án tội phạm đối với phụ nữ. Chủ tịch Ủy ban Phụ nữ Delhi là Bhaskar Singh cho biết đất nước cần phải áp dụng luật pháp nghiêm khắc hơn để trừng trị tội phạm kiểu này.